video tiếp theo mình sẽ chia sẻ đến tất cả các anh chị cắt quần sọt nam nha. Quần sọt nam thì hôm nay mình thiết kế mình sẽ có một túi xéo ở bên hông này và túi hộp nha cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ đi vào phần để mình cắt nha. Thì đây là mông 95 này. Đấy, các bạn chia cho 4 là được 23.7 thì mình lấy tròn là 24 nha. Đây là 1/4 mông nha. Thì bây giờ trước tiên các bạn sẽ vẽ chính cho mình là 4 phân. 4 phân này là các bạn là may thun nha. Mình sẽ cắt may thun chứ mình không có may cạp như quần tay. May thun thì mặc nó dễ chịu hơn. Thì là mình sẽ may thun 4 phân thì mình sẽ trừ xuống 4 phân nha các bạn. Rồi các bạn sẽ kẻ thẳng cho mình. Đó. Rồi các bạn sẽ lấy cho mình cái phần hạ mông này. Hạ mông của mình là mình đã chia ra là 1/4 mông là được 24 này. Đó. Các bạn phần hạ mông thì các bạn sẽ lấy cho mình 1/4 mông cộng 4 nha. 24 cộng 4 là 28 này. Đó. Các bạn sẽ vẽ vuông góc cho mình. 28. Đó. Xong rồi các bạn sẽ vẽ kẻ ngang cho mình. Kẻ ngang. Rồi. Các bạn sẽ lấy ngang mông cho mình nha. Ngang mông mình cũng sẽ lấy 1/4 mông nha. Thì mông mình đã chia được 24 rồi. Ngang mông các bạn sẽ cộng cho mình 6 nha. 24 cộng 6 là 30 này. Đó. 24 cộng 6 là 30. 30 các bạn sẽ chấm vào đây cho mình. Và các bạn sẽ vô cho mình 4 phân đáy nha. Đây 4 phân đáy. Rồi quần thun á thì là mình sẽ. Đây là mình chỉ có đo bụng mình chia cho các bạn xem thôi. Thì như mình cắt là mình không cần phải đo bụng. Các bạn cứ kẻ vuông góc lên cho mình. Rất là dễ các bạn, cắt rất là nhanh. Đây, các bạn kẻ vuông góc lên cho mình. Bởi vì là quần thun mà các bạn, kẻ vuông góc lên. Còn nếu như mà các bạn thích chia thì các bạn sẽ lấy 88 chia cho 4 là được 22 này. Đó, 22 thì các bạn đo cho mình từ đây vào đây là bao nhiêu, là đây là 26 đúng không? 26 mà mình chia là được 22, đây 22. Nếu như các bạn chia là 1/4 mông thì các bạn sẽ cộng ra cho mình đây là 3/5 này, 3/5 hoặc 4 phân. Đây là 3.5 này. Nhưng mà các bạn không cần cộng như thế đâu, các bạn cứ để cái thước thẳng cho mình như vậy. Các bạn kẻ thẳng lên cho mình. Đấy, ok thôi là vậy là ok. Còn cái phần từ đây lên đây này các bạn này. Các bạn sẽ đưa lên cho mình là 6 phân nha. Rồi các bạn sẽ kẻ xéo và đánh cong cái phần đáy này cho mình. Đây rất là dễ các bạn nhá. Rồi các bạn sẽ chia đôi phần này ra. Rồi các bạn sẽ đánh cong phần đáy cho mình. Đó. Đánh cong phần đáy như vậy là xong rồi nha các bạn. Quần thun rất là dễ cắt. Đó. Đây là phần đáy mình đã xong. Bây giờ các bạn sẽ lấy chiều dài quần cho mình là dài 58 nha. Đây, quần dài 58 thì cái này là mình chưa có cộng lai nha các bạn. Đây là chỉ có là chiều dài quần nha. Chiều dài là 58 này. Đó, chiều dài 58. Các bạn sẽ lấy dài quần. Dài quần cho mình. Các bạn sẽ kẻ ngang một đường. Rồi các bạn sẽ cộng xuống cho mình 5 phân nha. 5 phân này là 5 phân lơ vê nha. 5 phân các bạn gập lên á. Đây, cộng xuống cho mình 5 phân. Đấy. Lơ vê này, lơ vê 5 phân này. Rồi. Sau đó các bạn sẽ cái ống này này thì các bạn tùy ý các bạn này. Đây là tùy ý nha. Các bạn thích lấy từ đây qua đây là bao nhiêu thì tùy ý. Thích cái to lấy rộng bao nhiêu thì tùy. Các bạn có thể vẽ ống vuông người cũng được này. Đấy, nếu như mà anh nào mà thích mặt rộng thì các bạn cũng có thể là vẽ vuông như vậy cũng được này. Đó, còn nếu như mà thích ống nhỏ thì các bạn cũng sẽ vẽ vuông nha. Đấy là cái ống vuông ở đây là nó ra là 30. Mình muốn thích nhỏ hơn một tí thì các bạn mình thích ống 28 đi. Mình may ống 28 đi các bạn. 28 này. Thôi mình lấy ống 27 đi. Đây. Ống của mình là lấy 27. Giờ mình sẽ kẻ xéo vào. Đó. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ đo lên cho mình ở phần này là 5 phân nha. Bởi sao phải đo chỗ này lên chỗ này là 5 phân? Bởi vì khi mà mình gập lơ vê lên đây này các bạn này, thì cái phần này từ đây qua đây nó sẽ to hơn. Để cho mình biết cái độ re của cái phần này nó chính xác là bao nhiêu. Thì các bạn để thước từ đây qua đây. Và các bạn đo thẳng qua đây cho mình. Đây là mình đo được 27 nha các bạn.
Bây giờ các bạn sẽ đo ra đây cho mình là 27 năm chứ. Đây, 27 năm. Rồi, các bạn sẽ để cái thước đây và vẽ dê ra cho mình nhá. Rồi, vậy là mình đã xong được cái liner V vẽ dê rồi nha. Bây giờ đến cái phần là túi xéo này các bạn. Các bạn sẽ vô cái phần hông này cho mình là 5 phân này. Rồi hạ miệng túi các bạn sẽ hạ xuống cho mình là 15 phân. Rồi, các bạn sẽ đặt thước vào đây và các bạn sẽ kẻ xéo xuống cho mình một đường. Đó. Rồi, ngang túi thì các bạn thích lấy to lấy nhỏ thì tùy nhá. Túi này mình lấy 15 là trung bình, các bạn cứ lấy từ 14 đến 15 phân là vừa. Rồi, còn sâu túi thì tùy ý các bạn nhá. Thích lấy sâu hay nông thì tùy ý nhá. Ai mà nhiều tiền thì cứ may túi dày dài tí đút tiền thì nó phải rớt. Đây, mình lấy hạ túi xuống là 29 này. Rồi, mình vẽ ngang một đường. Sau đó mình sẽ vẽ vuông góc xuống. Đây, vuông góc xuống. Rồi, cái phần này các bạn đánh cong thì các bạn thích đánh cong như thế nào cho nó đẹp cũng được. Nhưng mà mình sẽ lấy xuống mình đánh cong cho các bạn xem nhé. Cứ phần thường thường tầm từ đây xuống đây các bạn sẽ lấy xuống chừng 6 phân. Đó, 6 phân thì túi ấy, có nhiều kiểu nữa các bạn. Nếu như mà các bạn thích vẽ xéo như vậy cũng được này. Đó, các bạn thích vẽ bắt xéo như vậy cũng được nha. Đấy, còn thích các bạn thích đánh cong cũng được. Đây, thích đánh cong thì các bạn sẽ đánh cong cho mình này. Đó, thì đánh cong thì nhìn cái túi nó mềm mại hơn nha các bạn. Đây, các bạn đánh cong mà thích bắt xéo cũng được. Đây là mình đánh cong nha. Đây, đây là mình đã xong cái phần túi rồi. Thì đến xíu nữa là mình cắt xong cái phần quần này. Thì mình sẽ vẽ, mình sẽ sang dấu phấn xuống để mình cắt cái phần túi cho nó ra cái phần túi riêng nha. Và bây giờ cái thân trước mình đã cắt xong như vậy rồi các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cắt ra cho các bạn xem và cắt thân sau nha. Cái này thì là mình cắt sát, còn tí nữa mình cho lên vải thì mình sẽ chừa may sau nha các bạn. Thì mình cứ cắt sát nha. Mình quên là mình chia sẻ với các bạn cái phần này. Có một chị nói mình là cắt quần giả tay á, may cái môi quần giả tay á. Thì nếu như mà chị mà muốn may quần giả tay nha, thì em chỉ với chị là chị ra cho em từ cái phần này này. Ra từ cái phần này ra đây là 4 phân này. Đấy, ra từ cái phần này là 4 phân. Thì chị chỉ cần kẻ một đường thẳng lên như vậy thôi. Đấy, kẻ cần một đường thẳng lên như vậy. Và cái độ moi này, cái này gọi là moi thì chị lấy xuống cho em là từ 15 đến 16 phân nha. Đây, cái này là moi giả nha chị. Đấy, chị vẽ thẳng ra một đường như vậy. Xong rồi chị sẽ đánh cong cái phần này thôi. Chị sẽ đánh cong cái phần này. Và khi mà chị cắt á, là chị sẽ cắt cho em cái phần này nha. Cái phần này tròn vào đây. Đấy, cái chỗ này chị trừ đường may, chị cắt ra cho em thì nó sẽ giống y như quần tay. Khi mà chị may vô là chị may vô, xong rồi là chị bẻ cái này qua một bên là chị sẽ quay moi bình thường y như là quần tay nha. Nhưng mà cái phần này nó là dính nha chị, là dính nha, chứ không phải là mình may có dây khóa nha. Mình chỉ may cái hình thôi, mình chỉ may định hình thôi. Đấy, nếu mà chị muốn may quần giả tay thì chị may như vậy. Còn là chị muốn may cặp rời á, cái này là em may chun liền nha chị. Còn nếu mà chị mang muốn may cặp rời á thì chị cắt bỏ cái phần này đi, chị đừng có trừ đường may ở đây, chị cắt bỏ phần này đi và khi mà chị cắt thì trừ một phần đây thôi. Thì đến khi mà chị cắt cặp rời ra thì chị sẽ cặp nó vào đây là cặp rời nha chị. Còn đằng này là em may cặp liền và em may thun luôn nha, nên là em cắt liền luôn. Đấy, có một chị đã hỏi mình như vậy, hôm nay mình đã trả lời lên cái này. Nếu mà chị coi thấy thì chị về chị cắt như vậy nha chị. Đây, mình cắt đường đáy đây. Chúng ta sẽ cắt xuống. Rồi đây mình đã cắt xong cái phần thân trước nha. Đây, nó xong cái phần thân trước, bây giờ mình cắt thân sau nha. Thân sau thì rất là nhanh nữa. Thì các bạn may túi hộ thì các bạn sẽ may cho mình ở cái tầm này nha. Đây, các bạn sẽ may cho mình ở cái tầm này xuống nè. Hay ở cái phần xuống đi xuống này thì cái túi hộp nó sẽ nằm như vậy. Đó, cái túi hộp nó sẽ nằm như vậy. Thì túi hộp là mình thường thường lấy ra là nó khoảng chừng là 15 hoặc 16 phân bề ngang nha các bạn. 15-16 phân bề ngang thì một nửa này của nó chỉ có 8 phân thôi.
8 phân một cái hộp vuông thì các bạn sẽ lấy xuống cho mình là 16 phân, 16 phân các bạn sẽ lấy vuông xuống cho mình là 16 phân luôn. À, vuông nha các bạn. Nó sẽ nằm ở cái phần này nha các bạn. Cái đấy này tí nữa mình sẽ cắt và ráp hôm sau thì mình sẽ may cái túi hộp này cho các bạn xem nha. Đó, đây là túi hộp nha. Đây là túi hộp. Đó. Bây giờ mình sẽ cắt hôm sau nha. Bây giờ mình sẽ cắt hôm sau nha. Các bạn sẽ đặt cái phần thân trước này này lên trên một cái miếng giấy. Thì khi mà các bạn cắt vải cũng vậy thôi. Y chang như vậy thì các bạn cũng sẽ đặt lên vải nha. Đấy. Thì cái phần bên trong này thì không phải là vải liền nữa các bạn nhé. Các quần ở cái chỗ bên này là cái bên may đấy, không phải vải liền đâu. Đó, các bạn đặt là cái này lên cho mình. Rồi, các bạn sẽ đặt một cái miếng trước lên để cho nó ngay vô cái quần. Rồi, sau đó các bạn sẽ vẽ bông ra cho mình này. Rồi, các bạn sẽ vẽ xuống cho mình một phần nhá. Một phần cái phần này nha. Các bạn sẽ sang dấu. Sang dấu hết mấy cái đường này cho mình này. Đó. Rồi, cái phần ở bên trên này nha các bạn. Các bạn sẽ vẽ rông lên cho mình là 1,5 phân nhá. Đấy. Để khi mà mình may chung á, nó hết lên một tí thì nó sẽ không bị nhọn cái phần đấy nha các bạn. Đấy, sẽ hết lên cho mình một phần. Sau đó, các bạn sẽ lấy cho mình từ đây ra là 1/10 mông. Và mông vẽ là 95 nha các bạn, 1/10 là 9/5 này. 9/5 các bạn sẽ lấy cho mình từ cái điểm mà hạ vô 4 phân nha. Đây, 9/5. Lấy ra cho mình 1/10 mông một gạch ở đây. Rồi cái phần ống dưới này các bạn sẽ rông ra cho mình 4 phân nha. Đó. Rồi các bạn sẽ kẻ xéo xuống. Đây, kẻ xéo xuống thì thằng sau nó còn dễ hơn cả cái thằng trước. Rồi các bạn, chỗ này các bạn sẽ để riêng ra cho mình. Đó, 4 phân thì cũng sẽ riêng ra 4 phân nha. Đều hết như vậy nha các bạn. Đó. Còn cái phần ở bên trên bụng này các bạn này. Đó. Phần bên trên bụng này thì các bạn cũng cứ lấy ra cho mình từ đây ra đây. Này. Các bạn sẽ lấy ra cho mình từ đây ra đây là thêm 2 phần nữa nha. Đó. Thêm 2 phần nữa là nó nằm một phần này nha các bạn. Rồi. Thêm 2 phần nữa. Thì từ cái phần với vô 4 phân này các bạn này. Đấy, các bạn không cần phải tính đến nhiều cho mệt. Các bạn cứ ra cho mình từ đây ra đây. Đó, từ đây ra đây nha các bạn. Từ đây ra đây là 1,5 phân nha. Đây, 1,5 phân. Rồi, các bạn sẽ kẻ cho mình lên. Đó, các bạn sẽ kẻ thẳng lên. Rồi. Đấy, các bạn sẽ kẻ lại thẳng lên cho mình. Sau đó các bạn sẽ đánh cong vòng đáy nha. Rồi, các bạn sẽ kẻ xuống cho mình này. Đó. Thì các bạn sẽ đánh cong cho mình cái vòng đáy phần dưới nha. Còn cái vòng đáy phần 2 là mình sẽ trừ đường may lên đây luôn nha các bạn. Thì đường may mình sẽ trừ ra là 2 phân nha. Trừ ra 1,5 phân thôi. Đây, 1,5 phân này. Các bạn sẽ kẻ xéo lên cho mình một cái đường mà nó lửng lơ như vậy nhé. Kẻ xéo cho mình như vậy. Sau đó các bạn sẽ đánh cong vòng đáy cho mình. Đó, đánh cong vòng đáy này. Đó, đường số 2 thì các bạn sẽ trừ ra cho mình 1 phân và lên đây chéo chéo là 1,5 phân. Đó. Các bạn sẽ vẽ chéo lên cho mình. Cực cực cái chỗ này hơi hơi khó vẽ thì mình lôi cái phần này ra thì mình vẽ. Gặp cái này vô cho mình và vẽ ra cho mình.
Rồi. Vậy là mình đã xong cái thân sau rồi các bạn. Đây, cái thân sau chỉ có như vậy thôi các bạn. Này mình đặt lên cho các bạn xem nhé. Rồi. Đấy, ra 1 phần 10 ngon. Cái phần lai này thì các bạn cũng cắt bằng cái lai đằng trước nha. Đây mình đã xong cái thân sau rồi nha các bạn. Các bạn vẽ rất là này như vậy thì khi mà các bạn may đường đáy rồi các bạn may thun vô thì cái phần này nó không có bị hụt nha. Gập vô thì cái chỗ này sẽ không bị nhọn lưng nha các bạn. Thì đây là cái thân sau mình đã cắt xong, bây giờ mình cắt cái thân sau xong rồi mình sẽ cắt lên vải cho các bạn xem nha. Cái phần đáy thân sau này là mình thì được may rồi, cho nên là tí nữa mình để lên vải thì là mình không phải chừa nhé các bạn. Mình cũng không phải chừa được may nữa. Mình chừa đường hông. Đường hông mình chừa nha. Mà mình mặc nó vô nó sẽ ôm cái phần này, nó không có bị đáy, nó dễ chịu, nó không có bị khó chịu cái đáy nhá. Đây, bây giờ mình sẽ sang cái phần túi này ra để mình cắt rời cái phần túi ra cho các bạn xem nha. Mình sẽ sang cái phần túi cho các bạn xem nha. Mình định là cắt trên giấy luôn nhưng mà bây giờ mình đã định cắt trên vải luôn nhưng mà bây giờ mình sẽ sang trên giấy trước cho các bạn xem cái phần túi nhá. Đấy, cái phần túi các bạn cứ sang vô xuống cho mình như vậy này. Để tí nữa mình đặt lên vải mình cắt cho nó dễ. Rồi, sang vuông hết như vậy. Sang mẹ túi luôn. Rồi, sang cả mẹ túi. Rồi mình sẽ sang cả mấy cái đường hông này luôn. Rồi mình sẽ đánh dấu ở đây. Mình quên chia sẻ là nếu như mà các bạn thích may túi xéo được mà các bạn thích may túi còng thì các bạn sẽ lấy còng vào đây nhé. Đây này, mình đang định là may túi còng. Túi còng thì nó sẽ đẹp hơn. Các bạn sẽ vẽ cho nó còng vào như vậy này. Lúc mà mình may lên cái quần á thì nó đẹp hơn. Cái túi còng này thì các bạn phải cắt miệng túi nhé. Đó, túi còng vào nó đẹp hơn này các bạn này. Túi còng thì các bạn sẽ vẽ xuống như vậy. Mình sửa thành túi còng nhé các bạn. Đó, mình không may chéo, mình sửa thành còng đấy cho nó đẹp. Đấy. Nó hơi cong như vậy nó đẹp hơn đấy các bạn. Đấy, mình vẽ cái đường này. Mình xoay dấu xuống. Đây là cái đồ xoay dấu nha các bạn. Đấy, bạn nào mà mua thì nhắn tin mình nhá. Xoay dấu đập á. Thì các bạn chỉ cần lấy cái này các bạn đưa như vậy thôi là nó sẽ có dấu ở dưới thôi. Đó. Các bạn không cần phải làm gì nhiều, đưa như vậy là nó có dấu. Đó, đây này, mình sang dấu ở dưới rồi nha. Đây. Đó, đây là cái phần vòng túi. Rồi thì bây giờ mình sẽ cắt cái phần túi này ra nha. Thì đây là cái túi còng này, mình sang dấu lên cái túi còng này. May túi còng đẹp không túi xéo nha các bạn, nếu mà quần sọt thì may túi còng đẹp không túi xéo nha. Đây, mình sang dấu cái đường này. Rồi. Đó, mình sẽ may túi còng nha.
Túi sau này thì mất công có cái là mình phải cắt miệng túi, còn túi xéo thì mình dập vào thôi các bạn. Đây mình sẽ phải cắt một miếng vải, cắt miệng túi. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái túi ra này. Đây mình đã cắt xong cái phần túi nha. Thì tí nữa các bạn cắt lên vải, các bạn cắt y như vậy cho mình nha. Đó, đã xong cái phần túi. Thế này túi này các bạn sẽ cắt gồm 4 miếng nha. Thì cái hai miếng ở bên trên túi mặt mặt túi này thì các bạn sẽ cắt trừ đường may. Trừ đường may cho mình và để cắt thêm một miếng vải nữa vào trong. Đấy. Còn hai cái miếng túi sau thì các bạn sẽ cắt vuông vắn như vậy, rồi mình sẽ cắt cho các bạn xem nha. Đây bây giờ các bạn cứ đặt lên là các bạn cắt thôi. Các bạn cắt nhớ trừ đường may nha, bên hông và đây, đây. Đấy. Các bạn trừ đường may, còn bên trên thì mình không phải trừ nha. Mình gập thung xuống như vậy, mình đã trừ thung rồi. Mình gập thung xuống như vậy. Các bạn cứ để bằng, các bạn cắt cho mình nhé. Bây giờ hôm nay cái video này là mình chia sẻ cách cắt, còn video sau các bạn sẽ đón xem mình sẽ hướng dẫn cái cách may nha. Mình may cách may quần này và may túi hộp nha. Mình sẽ chia sẻ cách may túi hộp và chia sẻ cách may túi hộp kiểu nào mình may nhất và đẹp nhất nha. Các bạn cắt chưa được may này. Đây, bây giờ cái này là mình đã xong cái phần lần trước rồi nha. Các bạn đánh dấu trái phải cho mình, bây giờ mình sẽ cắt cái phần thân sau nữa là xong. Thân sau của túi. Đây, mình đánh dấu trái phải. Rồi, giờ mình sẽ cắt cái phần thân sau. Rồi, mình cắt thân sau. Thân sau thì cái phần bên này thì các bạn không cần trừ đường may nha. Các bạn chỉ cần trừ đường này. Đường này thì cắt thịt, chỉ trừ đường may đường này và đường này thôi. Rồi. Các bạn sẽ cho cái này lên. Ra nha. Này cái này nó sẽ cái này nó thiếu mất hai phần này, thì nó mình cắt bù bên kia ra. Bây giờ mình cứ cắt hai cái này đã.
dọc cái này ra cho mình. Thì cái này các bạn sẽ cắt làm 4 miếng nha. Cái miếng này là của mình lựa vải này, mình cắt nó bị hụt đi 2 phần thì tí nữa các bạn sẽ cắt thêm một miếng thứ hai bù đi vô là 2 phần nha. Đây là phần thứ hai. Video mình hướng dẫn hơi dài, các bạn chịu khó xem nhé. Tùy hộp này. Các bạn sẽ vẽ thước vuông cho mình. Vuông. Rồi. Phần này là phần miệng túi nha các bạn, 3 phần này. Đó, miệng túi 3 phân. Rồi, ngang 16. Các bạn thích cái may túi hộp nhỏ hơn được thì tùy, các bạn thích may túi hộp mà to hay nhỏ thì nó xinh xinh nhá. Ở đây, 16 này. 16 này. Rồi, các bạn sẽ vẽ vuông cho mình. Đây, vuông. Vuông 16 nha các bạn. Thì đây là cái phần túi vuông của mình, đây là cái phần thành phẩm nha. Còn bây giờ các bạn mà muốn để cho mình cái túi vuông này của mình nó thành cái hộp á, thì các bạn sẽ tăng đây cho mình nha. Tăng đây cho mình. Các bạn tăng đây cho mình là hộp là 2 phần. 2 phần may vô một đường. Các bạn sẽ tăng đây cho mình 3 phần rưỡi đều nhé. 3 phần rưỡi đều vòng quanh. Để khi mà mình may thành cái hộp á, nên mình vẽ như vậy thôi, để khi mà mình may mình hướng dẫn đi các bạn với hiểu được. Cái này các bạn chỉ cần vẽ vuông cho mình vừa thôi, 3 phần rưỡi. Đó. Đây, 3 phần rưỡi đều. Đó, thì đây là mình đã xong cái túi hộp rồi nha các bạn. Cứ đặt trên vải và cắt như vậy thôi. Các bạn nhớ cắt nắp túi nha. Nắp túi thì mình để mình may xong rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn sau. Hôm nay video rất là dài rồi. Đấy. Đây là phần túi hộp. Túi hộp này may rất là nhanh nha các bạn. Các bạn nhớ đón xem video của mình. Đây là phần miệng túi. Đây là miệng túi nha. Đây là phần miệng túi này. Đây là miệng túi. Đấy. Còn phần vòng quanh này là cái phần hộp. Khi mà mình may mình sẽ bẻ cái này lên. Đó. Và mình may lên một đường, mình gặp vô thì nó sẽ thành cái hộp như vậy nha các bạn. Đó, sẽ thành cái hộp như vậy nha. Đấy, thì các bạn nhớ xem nha. Còn đây là cái túi thì mình đã cắt xong rồi này. Đấy, cái phần này là cái phần ở bên dưới. Còn mình sẽ cắt một cái phần lót ở bên trên. Thì giờ mình chưa có vải lót. Thì các bạn sẽ cắt theo cái lợp này cho mình như vậy nha. Cắt to thêm một tí thì bù ở đây. Còn nếu mà các bạn đủ vải thì các bạn sẽ cắt theo hai cái miếng này cho mình. Đó. Sau khi các bạn cắt xong hai cái miếng đấy như vậy rồi thì giờ các bạn sẽ khoét cái phần này đi cho mình và cắt thêm một cái miệng túi nữa. Mình lấy đại cái vải này mình làm túi cho này. Quần ở nhà không cần thiết đây. Các bạn lấy cái này làm vải lót túi cho mình nhá. Các bạn mà mua được vải kate á, kate mà vải lót túi á thì về mình cắt. Đây mình lấy cái vải dư. Đây. Bạn cứ đặt lên và cắt thôi, cắt to hơn miếng cho một hai phân là mình sẽ phải cắt bù hai phân thôi. Các bạn sẽ đặt cái miếng túi này lên. Đây là cái kéo mã bin nha các bạn, cắt rất là đẹp, mình cũng đang bán nha. Đấy, cắt to hơn miếng này nhé. Ai mua kéo cắt may quần áo thì liên hệ với mình nhé.
rồi. Mình đã cắt xong cái lớp túi. Thì đây là cái miếng, đây là cái miếng ở bên phần đằng sau. Còn đây là cái miếng ở phần đằng trước. Đây là cái miếng phần đằng sau để mình bù vô cái miếng thân sau thì mình cắt bằng vai này. Đây là cái miếng phần đằng trước nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ cắt phần này đi cho mình, nhưng mà các bạn sẽ trừ ra cho mình một phần nha. Mình cắt vào lót luôn, cắt vào giấy luôn. Đây, sẽ trừ vào đây một phần. Đây là cái miệng túi nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ cắt cho mình một cái đường cong để khi mà mình may, mình gập vô mình may thì nó sẽ không bị lộ vải nha. Đây là cái phần túi trong này, đây là cái phần túi ngoài này. Đấy, khi các bạn may thì các bạn sẽ bù cái phần này vô cái phần này là nó sẽ đủ cái túi cho các bạn thôi. Đó. Đủ cái túi thôi. Đây, túi mình là cắt xong rồi, mình sẽ cắt cái miếng ra. Cái miếng còng nhé. Miếng còng thì mình sẽ cắt bằng vải của nó nha các thầy ở nhà, cho nó khỏi bị lộ cái miếng lót túi nhá. Đặt cái miếng này lên và mình cắt theo cái vòng này thôi. Thì nó giống như cái miệng còng này các bạn này. Lúc đấy mình đặt cả thân quần cả cái này lên mình may thôi. Đó, mình may một đường mà mình ụp vào trong. Rồi. Còn cái miếng túi hộp này thì các bạn cắt y chang như vậy với mình nha. Nhưng mà cái này để ngày mai mình đi cắt. Mình may xong mình đi cắt, mình lựa và mình cắt nha. Đây là cái miếng túi hộp, để mai mình hướng dẫn các bạn sẽ thêm một cái video là may túi hộp đấy nha. Nếu mà hướng dẫn hết một cái quần mà cả túi hộp thì nó hơi dài. Cho nên là cả nhà sẽ nhớ đón xem theo dõi những video tiếp theo của mình đăng nha. Đây, mình đã cắt xong thân trước, thân sau và túi. Ngày mai mình sẽ may cho các bạn xem. Video tới đây mình xin tạm dừng nha. Chúc các bạn ngủ ngon. Bây giờ này mình cắt quần áo là nó cũng hơi trễ rồi các bạn. Ngày mình tranh thủ ban ngày mình làm, tối mình tranh thủ làm video cho các bạn xem. Thì các bạn nhớ đón xem và ủng hộ kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn.